Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Nguyễn Văn Cường đã ra tay giết vợ. Đối tượng đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên án trung thân về tội giết người. Theo cáo trạng vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, Cường đã sử dụng con dao dài 32 cm cắt vào vùng cổ của vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân do sốc mất máu cấp. Quá trình xét hỏi tại tòa, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 0 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, kiểm tra quán bar nhà hàng Hồng Vương tại thành phố Đồng Xoài, lực lượng công an tỉnh Bình Phước phát hiện 42 người dương tính với ma túy. Tại địa điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 31 đối tượng đang mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 5 bàn khách. Test ma túy phát hiện 11 đối tượng là nhân viên quản lý quán bar dương tính với ma túy. Tổ công tác thu giữ ma túy dạng thuốc lắc, ketamin và nước vui, hai bình khí cười, bóng cười vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Trong khi đó tại Sóc Trăng, công an tỉnh cũng liên tiếp phát hiện hai vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 7 đối tượng. Ngày 28 tháng 6 tại đường Mạc Đĩnh Chi, thành phố Sóc Trăng, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn, kiểm tra thu giữ hai gói ni lông chứa ma túy. Chiều tối cùng ngày, kiểm tra hành chính một ngôi nhà tại phường 9, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ 6 đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng ma túy, thu một đoạn ống thủy tinh bên trong có chất rắn màu vàng nghi là ma túy. Test nhanh cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Linh Bôn về hành vi tổ chức đánh bạc, Phạm Ngọc Cương và Nguyễn Văn Phú về hành vi đánh bạc, cả ba cùng chú tại tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 15 tháng 6 cho đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tham gia cá cược nhiều trận đấu với tổng số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ đồng. Tăng vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động các loại và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng. Sau khi cài đặt phần mềm dịch vụ công do đối tượng tự xưng là cán bộ công an phường cung cấp, một người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã bị mất 1,2 tỷ đồng trong tài khoản nạn nhân sinh năm 1983 chú tại quận Cầu Giấy. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2024, nạn nhân nhận được một cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an phường Trung Hòa, thông báo tài khoản định danh của chị bị lỗi và hướng dẫn chị cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, nạn nhân phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 1,2 tỷ đồng. Công an quận Cầu Giấy đang điều tra xác minh vụ việc. Quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Xin kính chào tạm biệt.